Nhạc rap luôn có một dòng chảy mạnh mẽ trong đời sống những người yêu âm nhạc, đặc biệt là giới trẻ. Hiện nay, thị trường nhạc ở Việt Nam đang rất phát triển, nhưng cơ hội của những người chơi rap vẫn không được thể hiện nhiều. Mặc dù nhu cầu chơi và muốn thể hiện của những bạn học sinh sinh viên rất là cao. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ đến thăm Production House của rapper Lưu Phước, người đứng đầu top trending tất cả các bạn xem hiện đại, để biết thêm về ngành công nghiệp dưới mặt đất này khắc nghiệt như thế nào. Em chào anh. Chào anh. Cho em hỏi là anh tên là gì ạ? Thạch. Vậy cho em hỏi là cái nghệ danh của anh là gì? Thạch người đá. Vì sao anh lại chọn nghệ danh là Thạch người đá? Chứ tôi tên gì? Thạch người đá. Sao anh không chọn những cái nghệ danh tiếng Anh là Lưu rồi Peep rồi cái kiểu để giống như những rapper nước ngoài khác nữa? Người đá tên tiếng Anh kỳ lắm. Rap ngày xưa tất cả những rapper rất là chú trọng đến câu từ cũng như là nhịp điệu. Họ viết lời rất là ý nghĩa và nó chằng chịt sát với nhau. Còn rapper ngày nay cũng như là rap bây giờ, họ chỉ chú trọng vào nhịp điệu, chỉ cần một cái bài nhạc beat bắt tai catchy, không quan tâm lời rất là gì. Là được. Anh có những cái mẹo nào làm cho cái bài rap của mình nó hấp dẫn hơn không? Để mà nói về những cái trick cũng như là những cái mẹo mà khi sử dụng trong rap á, thì tôi có một cái kho tàng trong cái điện thoại này của tôi. Anh có thể cho tôi nghe thử được không? Ok, anh ngồi vững nha, tôi sẽ bật lên cho anh nghe. Cái này là áp dụng tất cả bài rap luôn, bài rap nào cũng được. Skrrt, 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 skrrt. Bang, bang, bang. Đây là tiếng bùm. Sao có tiếng ha ha vậy anh? Chà, chắc tôi nhầm á, cái này là một cái sound effect trong cái dự án vlog sắp tới của tôi thôi. Chúc anh thành công trong dự án vlog của mình. Cái xu hướng rap hiện tại ở Việt Nam á, là các dòng nhạc đặc bẩy, dòng nhạc trap á. Anh cho em hỏi là một cái cách để làm ra một cái beat trap hấp dẫn của anh. Những cái trap beat hay thì em phải có những cái kiến thức về phần mềm chẳng hạn. Ví dụ như cái này. Thấy cái dự án của anh nó khá là quằn á. Vậy anh có thể chia sẻ cho em là anh đang dùng phần mềm gì được không ạ? Này phần mềm này hả? Cái này hình nền. Để mà nói về chủ đề mà tôi dùng để viết rap á, thực ra nó rất là cơ bản, nó không loanh quanh đi đâu được á. Nó nằm ở xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như tôi có những bạn bè, tôi có bao nhiêu cái tên của bạn bè tôi gọi ra hết. Rồi bạn bè tôi làm việc ở đâu, công ty nào, trường học như thế nào, rồi drama với người yêu cũ, người yêu mới là sao. Rồi tôi có bao nhiêu đồ hiệu mà tôi mượn được của bạn bè tôi, tôi đọc tên ra hết, xong rồi tôi thử sử dụng những cái thuật ngữ mà trend, xu hướng, xong rồi tôi lên tôi search những cái meme á, những cái meme nào mà nổi á, chú hề hay gì đó, tôi vô hết, tôi viết hết. Rồi. Là được. Anh có thể cho em hỏi về cách gieo vần của anh được không ạ? Chúng ta cần một cái lượng kiến thức phải tích đủ trong những tháng năm đi học. Ví dụ như tôi cơ bản như là gieo vần á, chúng ta sẽ có một cái từ cuối cùng trong câu đó. Chúng ta câu tiếp theo chúng ta phải lặp lại cái vần ở trên để cho nó nghe hay. Thì cái vần tiếp theo chúng ta cứ lên Google chúng ta search cho nó lẹ chứ suy nghĩ làm cái gì. Nếu mà như người ngoài thì người ta có thể lên mạng người ta tìm beat, hoặc là người ta có thể đi mượn beat. Còn tôi thì tôi cứ lên YouTube tôi tìm cho nhanh. Nghe khó hiểu quá. Anh có thể lấy một ví dụ cho em được không? Chính nhân chứng bằng máy. Bố mày là robot, mẹ mày là xe tăng, bố mày bắn bằng bằng, mẹ mày chết nhân răng. Ê vô. Anh cho em hỏi là một cái cách làm MV rap của mình nó có khó khăn lắm không? Đứng vậy. Ra kia đứng đi, cầm dây này nè. Đeo cổ. Rồi, chuẩn bị nhạc lên nha. Vì một nền văn hóa underground, các bạn hãy like và share clip này cho tới nóc luôn. Nhanh.